nghỉ ngơi rồi. Dạ, giờ mình thỉnh pháp sư hả? Dạ, nghỉ để khoan nha. Cho Nhật Quỳnh đưa cái banner lên trên room nào. Để lão sư vào khi thấy chưa có banner rồi. Lại bị rầy nữa. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, Nhật Bình kính mời. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức đại nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng hà như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vượng lộc và ngài chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thổi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ nhẫn vừa quan năm vào đạo tràng, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 363. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Anh dạ, thầy công việc làm cốc liêu cho chư Tăng bận quá, nên là con xin sám hối vào trễ chút. Bây giờ thì chúng ta vào bài pháp ngày hôm nay, đại đức pháp tính tái sanh đến một cái kiếp mới, chúng ta bị hụt khẩn trong giáo pháp. Nhưng rồi tất cả những cái gì tốt đẹp nhất chúng cũng đều qua đi, cũng chỉ đáng để cho chúng ta xả ly mà thôi. Và mục đích của chúng ta không phải để nắm giữ một điều gì khác, mà chúng ta hãy đi về với thực tại để thấy rõ được bản chất của chúng là vô ngã. Và thực sự thế gian này do không nếu chi được lý tứ thánh đế Đức Phật dạy mà chúng ta luôn luôn khổ đau và chỉ bám chấp vào những cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm này. Và chúng ta có để ý suốt một cuộc đời chỉ có bảy cái sắc
mà nó vòng quanh trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cũng không hiểu nổi nữa, để cho chúng ta thấy cái lượng vô minh nó lớn đến mức độ như thế nào. Và hàng ngày thì luôn luôn cái ý niệm về ngã chúng có mặt ở khắp mọi nơi trong cái sự giao tiếp qua các căn của chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ rằng lý tứ thánh đế Đức Phật dạy là cái cốt tủy, và chúng hiện khởi ở tất cả giáo pháp ở trong đời sống thực của mình. Khi mà chúng ta học kinh điển thì chúng ta phải khôn khéo làm sao đừng để cho những cái chữ nó dìm chết chúng ta, và hãy để cho cái pháp nó nổi bật lên trong đời sống. Bây giờ thì chúng ta học câu kệ số 63. Và những cái phần phước nào mà con tạo được kính dâng đến sư huynh pháp tính, tái sanh nơi cảnh giới mới, được sự an vui mà nhất tái sanh về làm người và tái sanh về quốc độ để tiếp tục cái con đường phạm hạnh để chứng đắc đạo quả và hướng dẫn những cái thế hệ sau. Bây giờ thì chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý và tán dương Đức Tam Bảo. Và con cung kính đảnh lễ chư tăng, nhất là ngài Minh Hạnh. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagavantang afivadimi svakhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo: Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài diệt tận vô minh về phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chữa lành các căn bệnh nơi chúng sanh, nhưng chỉ có những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành chánh pháp, người ấy mới được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm nơi quần sanh, phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các ba năm mật giác ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, kính dâng đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, nông vương, cả các bà súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý vị Phật tử, các cô tu nữ ở gần và xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để tinh tấn trong con đường chánh pháp và đạt đến thánh hạnh nơi tâm. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 363 Phẩm Tỳ Khu. Chúng con xin đọc một lần ạ. Vô múc khát sanh nhã tô phích khú Mạnh tác pha si Á đút thá tô Á thăng thăm manh chát Đi bê tí Mát thu răng tác sát Pha si tăng. Nghĩa việc là vị tỳ khu nào đã chế ngược miệng, có lời nói nhã nhặn, không có cống cao, giải thích rõ ràng ý nghĩa của giáo pháp, của vị ấy là sự ngọt ngào. Và chúng ta nhớ rất nhiều người giảng dạy diệu pháp của Đức Phật, nhưng mà
đa phần là làm tổn hại giáo pháp. Người giảng dạy nhiều pháp của Đức Phật á, trước tiên người đó phải trang bị cho mình kiến thức này, trang bị tâm từ này, trang bị cái sự cung kính này, và trang bị cái sự tôn trọng của người nghe này, và trang bị cái tâm chân thật này, trang bị cái sự nhẫn nại, và trang bị cái sự thuyết giảng của mình. Và chúng ta thì đa phần nghe pháp là chạy theo cái mình thích và chạy theo cái thần tượng, chứ không có nghe một cái diệu pháp cho nó đúng đắn. Qua cái câu kệ này, một vị tỳ kheo có kiến thức giỏi đến mấy chăng nữa mà lên giảng dạy diệu pháp của Đức Phật mà chửi và nói năng thô tục này kia đó, thì trong tâm của họ, họ không hiểu giáo pháp là cái gì hết. Cái đó chỉ là cái chữ thôi, không phải là người có trí tuệ. Nhớ như vậy, người có trí tuệ là cái thân khẩu ý của họ, nó phải được thay đổi bằng con đường chánh tri kiến, đó mới gọi là trí tuệ. Còn cái người có kiến thức không phải là người có trí tuệ, nhớ như vậy. Người có kiến thức mới chỉ là kiến thức thôi. Trí tuệ nó đi từ cái nội tâm trong sáng và thấy rõ giáo pháp, và nó vận hành trong cái sự ứng xử trong đời sống hàng ngày để nói cho bạn biết giới định tuệ. Và chúng ta thường là không cung kính giáo pháp và không cung kính người nghe pháp nữa. Và nên nhớ, chúng ta phải biết những cái người cư sĩ, nhất là trong chánh pháp của Đức Phật, có rất nhiều những cô chú bác cực kỳ là giỏi và đức hạnh trong diệu pháp. Nên nhiều khi các vị sư rất là dễ vui trong cái sự mình nói pháp, và cứ nghĩ rằng cái kiến thức của mình như vậy là giỏi. Không phải, thưa quý vị. Học hết tam tạng thì cũng chưa chắc đã hiểu được diệu pháp trong đời sống hàng ngày. Nhưng khi đã hiểu được diệu pháp trong đời sống hàng ngày thì sẽ hiểu được tam tạng, và cũng hiểu được thân khẩu ý, và cũng hiểu được thiên nhiên của các pháp vận hành theo duyên của chúng. Và cái ứng xử trong giáo pháp nó rất là tế nhị nơi một người mà thực sự có cái hiểu biết. Qua cái bài pháp chúng ta phải nhớ là vị tỳ khu nào chế ngự miệng, lời nói nhã nhặn, không cống cao, giải thích rõ ràng ý nghĩa của giáo pháp, lời nói của vị ấy là lời nói ngọt ngào. Đó là qua cái sự dịch việt của ngài Yên Chánh Ảnh Đá. Còn bây giờ chúng ta trích nghĩa từ vựng nè: Vô múc khá sanh nhã tô phích khú man ta pha đi anut tháp tô. Là vị tỳ khu nào đã chế ngự được miệng, có lõi nhã nhặn, không cống cao. Vô này chúng ta biết là cái từ đó là cái từ giá, nó là một cái đại từ quan hệ. Và ở đây thuộc nam tánh, câu kệ này chia theo chủ cách, nói về người nào hay là ai đó, hay là vị tỳ khu nào. Từ múc khá Sanyato là một cái hợp từ gọi là múc khá cộng với Sanyata. Sanyata là một cái nhóm từ, hai cái từ này ghép lại thành nhóm từ hay là gọi là hợp từ. Nam tánh, câu kệ này chúng được chia theo chủ cách, cái từ này được chia theo chủ cách trong cái câu kệ này, là người có hay là đã chế ngự được miệng. Thực tế là chế ngự ở đây là vị đó đã hiểu được cái lợi ích của cái từ tâm, lợi ích của cái lời nói thiện, và thấy cái sự nguy hiểm của lời nói bất thiện. Đó. Và người đó đã thấy được cái sự tai hại của cái lời nói bất thiện, cái lời nói dèm pha, cái lời nói chỉ trích, cái lời nói sau lưng, cái lời nói chê bai, cái lời nói lịnh bợ, vân vân. Người đó đã thấy được cái sự nguy hiểm
và người đó đã thấy được cái lời chánh chánh ngữ, nó đem đến vô vàn lợi ích cho mình người. Nên là đã được gọi chế ngữ là như vậy, vì đã có hiểu biết về nhân quả, về nghiệp báo, về cái sự bất thiện của cái lời nói đem lại và cái thiện hạnh của lời nói đem lại. Từ múc khá là một cái danh từ trung tâm chỉ cho cái miệng, thì chúng ta biết nè, cái miệng thì nó không biết nói, mà cái miệng là cái miệng thì để ăn này, và để nhai nuốt, rồi để cái tâm ý của các cái hành nó lương vào, thoát ra cái khẩu này, làm cho cái biểu chi. Như vậy thì cái miệng này nó là một cái lời lương của cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp. Và cái khẩu nghiệp nó rất là quan trọng. Trong ba cái nghiệp thì chúng ta biết nè, khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Thì cái khẩu nghiệp ấy, chúng ta biết rằng là mà cái tâm thiện nó thoát ra được khẩu nghiệp thì nó trở thành cái nghiệp đạo. Cái ý nghiệp mà nó thiện mà nó thoát ra được khẩu nghiệp thì nó trở thành nghiệp đạo. Mà cái bất thiện mà nó hình thành nên cái khẩu nghiệp mà nó được phát ra âm thanh thì nó cũng trở thành cái nghiệp đạo. Nó cũng trở thành cái nghiệp đạo. Nó trở thành cái nghiệp đạo. Thì chúng ta để ý cái khẩu của mình. Hằng ngày chúng ta nói năng, tiếp xúc như thế nào, thì chúng ta cũng biết được cái diễn tiến của cái tâm thiện của mình nó nhiều hay ít. Cái sanyata, từ sanyata là cái căn của nó là căn dâm, tiếp đầu ngữ của nó là sân, cộng với tá, nó là sanyati hả? Sanyati. Và ở đây thì nó chia theo quá khứ phân từ, động từ nguyên mẫu của nó là sanyati. Nó chia theo quá khứ phân từ lên là nó được gọi là đã được chế ngự, đã được phòng hộ. Đã được chế ngự, đã được phòng hộ. Đã được chế ngự phòng hộ gì? Phòng hộ bởi chánh niệm, bởi hiểu biết. Tiếp đồng ngữ sang là cùng hoàn toàn. Cùng hoàn toàn. Hay là tự mình. Căn dâm là sự chế ngự, sự phòng hộ. Hay là sự an tịnh. Như vậy thì cái người chế ngự được cái khẩu của mình thì chúng ta biết là trong ý của vị đó cũng đã rất thanh tịnh. Từ manh tá phani là một cái hợp từ hay là một cái nhóm từ, từ manh tá cộng với từ phali là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là người có lời nói nhã nhặn, lời nói nhã nhặn. Người có lời nói nhã nhặn là sao? Lúc người khác làm cho mình sân, lúc người khác làm cho mình bực tức, lúc mà công việc mình khó khăn, lúc mà gia đình mình và hoàn cảnh bi đát, lúc mà nó khó khăn tột bực, hay là lúc mà người ta vu khống cho mình, vân vân. Nhưng mà lúc đó tâm của chúng ta vẫn nhã nhặn, lời nói vẫn nhã nhặn, người đó mới được gọi là người điều phục. Còn lúc bình thường chúng ta nói vui với người bạn bè của mình thì ai chẳng nhã nhặn, ai chẳng nhã nhặn. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu cái sự sâu sắc nhất là đã được thuần thục này, trong mọi hoàn cảnh. Vì sao vậy? Vì đó hiểu được pháp vô ngã từ trong tâm. Vì đó hiểu không có cái bất thiện nào đáng phải phải nuôi dưỡng cả. Những cái lời nói bất thiện không nên đem đến cho bất cứ một ai cả, dầu người đó là kẻ thù của mình. Bởi vì
chính lời nói bất thiện này lại tiếp tục nhấn chìm cái tâm của mình vào lậu hoặc, vào sanh tử luân hồi, vào sự tái sanh trong những đường ác. Từ manh tá là một cái tính từ chỉ cho cái sự nhã nhặn nhu hòa. Từ pha ní, cái căn của nó là căn phâm. Căn phâm nó là một danh tính từ, là người có lời nói, người có lời nói. Tiếp đầu ngữ y chỉ cho cái sự sở hữu. Và tiếp theo nữa là cái từ anuttato. Anuttato tiếp đầu ngữ của nó là từ an cộng với từ uttato. Nó là một cái tính từ lam tánh. Ở câu kệ này nó đứng ở cái sự chủ cách, là người có, tức là người có hay là người không có cống cao, người không có sự cống cao, tức là cái sự ngã mạn, cái người đã dẹp được cái tôi, cái bản ngã hay là cái ngã mạn cho rằng mình hay, mình cao thượng vân vân, mình hơn người khác vân vân, người đó đã dẹp bỏ được cái tôi, cái sự ngã mạn rồi. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng là bất cứ một ai khi mà tu tập đúng pháp, dầu người đó chỉ cần nghe nói thấy được cái thực tại thôi, là cái ngã mạn nó đã dẹp rất là nhiều. Tuy rằng nó chưa có chấm dứt, nhưng mà cái tình thương một người mà thấy được giáo pháp, mặc dầu chưa chứng đắc đạo quả, nhưng mà cái tình thương, cái lòng từ bi và cái sự ngã mạn nó được mất đi rất rất nhiều. Đó mới gọi là đúng pháp. Một vị sư hay là một người cư sĩ mà học giáo pháp của Đức Phật mà càng ngày càng ngã mạn, càng ngày mình cứ cho là mình giỏi cái này, mình giỏi cái kia, mình không coi ai ra cái gì hết, thì cái người đó chỉ là một cái người dạy đời chứ không phải là một cái người hướng đạo. Nhớ nha, một vị tỳ kheo hay một người cư sĩ, chúng ta phải luôn luôn nhớ là cái người hướng đạo là khác, còn cái người dạy đời nó khác. Cái người hướng đạo là cái người phải hiểu lời Đức Phật dạy. Mà khi đã hiểu thì tất cả những cái phẩm chất thiện này nó phải được tăng trưởng. Nếu nó không được tăng trưởng trong đời sống tu tập thì chắc chắn một điều, những cái vị tỳ kheo hay những người cư sĩ đã nắm cái đuôi của con rắn ở trong giáo pháp, chứ họ không có nắm được cái lý tứ thánh đế và cái tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy. Tiếp theo nữa là cái từ an á, thì chúng ta biết là nó là một cái biến ngữ là lá, tức là chỉ cho cái sự không. Còn cái từ uttata, căn của nó là căn tha, tiếp đầu ngữ của nó là uttati, mà nó chia theo quá khứ phân từ, nó chỉ cho cái sự cống cao, sự ngã mạn, sự cống cao, sự ngã mạn. Và bất cứ ai khi học giáo pháp của Đức Phật, nó rất nguy hiểm khi nào mà chúng ta không thực sự hiểu giáo pháp, chưa thực sự hiểu giáo pháp, thì cái sự học ngày kia chúng ta rất ngã mạn. Đó là cái đặc thù. Còn khi mà chúng ta bắt đầu hiểu giáo pháp của Đức Phật thì ngay lập tức là mọi cái sự kiêu mạn dần dần nó biến mất trong tâm trí của chúng ta. Nó chỉ còn lại cái tình thương, lòng từ, sự nhẫn lại, sự kham nhẫn, sự tha thứ, sự buông bỏ, xả ly, sự không chấp thủ. Khi mà chúng ta học hiểu giáo pháp của Đức Phật, cái vị tỳ kheo học đúng hay là vị cư sĩ học đúng thì nó là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà học đúng thì trí tuệ nó tăng trưởng, mà trí tuệ nó tăng trưởng bao nhiêu thì lòng từ đó bấy nhiêu, sự chân thật bấy nhiêu, sự kham nhẫn bấy nhiêu, sự tinh tấn nó có bấy nhiêu. Tất cả mọi phẩm hạnh nó có được thanh tịnh hay không là nó đều phải nương nhờ vào sự hiểu biết. Còn nếu không có sự hiểu biết thì tất cả những cái sự thanh tịnh khác nó không thể nào tăng trưởng và lớn mạnh được.
Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thực tại trong đời sống nó là cái quyết định cho trí tuệ tăng trưởng. Cái căn tha là chúng ta biết nè, là cái sự nắm giữ ha. Cái từ tiếp theo là atthang thammañca dipeti, là sự giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp. Sự giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp. Sự giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp. Từ atthang, attha là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách là ý nghĩa. Ý nghĩa. Ý nghĩa của giáo pháp, ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Để cho người nghe hay là cái sự đạo được thông tỏ, được thông suốt giáo pháp. Thamma, thamma là một cái danh từ nam tánh, chia theo đối cách là giáo pháp. Bây giờ có thamma không? Chúng ta phải, nếu mà nói đến thamma thì thamma là cái gì? Và bây giờ có thamma không? Chúng ta phải hiểu thamma ở đâu? Cái thấy là thamma, cái nghe là thamma, cái ngửi là thamma, cái nếm là thamma, cái xúc chạm là thamma. Tất cả những cái gì chúng ta đang kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày chỉ là thamma. Chỉ có thamma. Im lặng cũng là thamma. Không nhớ cũng là thamma. Nhớ cũng là thamma. Không nhớ cũng là tưởng, mà nhớ cũng là tưởng. Tôi không nhớ cái đó cũng là tưởng, mà nhớ cũng là tưởng. Tưởng cũng là thamma. Không nhớ cũng là thamma. Nhớ cũng là thamma. Vô minh cũng là thamma, mà minh cũng là thamma. Thamma. Cái từ dipeti, cái căn của nó là căn dip cộng với e cộng với tí. Nó là một cái động từ. Ở đây chia theo thể hiện tại. Ngôi thứ ba số ít hả? Là giải thích, làm rõ. Số đếm nhé. Giải thích, làm rõ. Giải thích, làm rõ. Cái từ manu, mathuran, tassa, pha si tăng, lời nói của vị ấy là ngọt ngào. Những cái vị nào mà thông hiểu giáo pháp của Đức Phật, ngài giảng dạy cái nghĩa lý sâu xa, cái lý tứ thánh đế, cái lý duyên khởi, tuần tự thứ lớp, đến mọi người, thì lời nói đó là lời nói ngọt ngào nhất, lời nói đưa đến bất tử cho người khác. Và không có cái lời nói nào nó ngọt ngào như vậy. Như vậy bất cứ ai đang giảng dạy chánh pháp của Đức Phật một cách đúng đắn, thì các bậc đó đều đem đến cái sự ngọt ngào, dầu là người cư sĩ, dầu họ chỉ nói một câu pháp, cũng đều là những lời nói ngọt ngào nhất. Giáo pháp của Đức Phật học càng nhiều thì nó càng tốt, càng vi diệu. Nhưng mà luôn luôn phải nhớ rằng phải là hiểu biết về hiện tại, sát na hiện tại. Chớ có chạy theo ngôn từ quá mức. Và cái gì mình chưa có đạt được mà mình cứ nói hoài. Còn cái ở trước mặt mình, cái là thật mà mình không hiểu, thì đó là một lỗi lầm cực kỳ lớn. Cực kỳ lớn. Và lớn đến mức mà nó không xứng đáng là một vị tỳ kheo. Nhớ như vậy.
cái mà hàng ngày mình sinh hoạt mà mình không biết nó đó, mà mình nói toàn những cái thứ mà nó ở đâu đâu á, mà mình, và chúng ta thì thường cho những cái người đó rất là giỏi, rất là tuyệt hảo. Nhưng mà những cái con người như vậy, quý vị để ý, tham sân si của họ vô cùng nhiều, nhiều hơn lúc mà họ chưa tu, họ ở đời. Vì sao vậy? Vì không hiểu biết là nó luốc chất. Còn bất cứ ai mà đã hiểu được pháp trong đời sống hàng ngày, tuy rằng ít hay nhiều gì, thì vị đó thực sự đang dần dần sống với diệu pháp. Mà chúng ta phải hết sức để ý cái điều đó. Để ý cái điều đó. Người nào mà không sống được với thực pháp trong đời sống hàng ngày từng chút một, người đó không được gọi là cái người đã bước chân vào giáo pháp của Đức Phật đâu. Nên là đừng bao giờ coi thường cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm qua mắt, qua tai, qua mũi trong đời sống hàng ngày. Đó là diệu pháp tối thượng đó. Đó là lý tứ thánh đế. Chúng ta nhìn ra được nó, chúng ta sẽ thấy được quẩn ở đâu, do dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại trong đạo tràng, không còn nghe được âm thanh của sư nữa ạ. Dạ cảm ơn Trạng Đâm. Dạ con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ quý vị nghe chưa? Alo. Quý vị nghe chưa? Cái từ Mathurang là Mathura, là một cái tính từ trung tánh, là sự ngọt ngào, dịu ngọt. Ngọt ngào, dịu ngọt ở đây không phải là lời nói lịnh bợ, lời nói mềm mỏng, mà cái lời nói nó mang cái tâm tư, mang cái sự hiểu biết, mang cái sự, mang một cái thông điệp đến cho cái người nghe, làm cho trí của họ tỏ rạng. Lời nói đó, lời nói của diệu pháp đó là cái sự ngọt ngào. Cái từ tát xá là một cái, nó là một cái từ, đại từ của nó là tá. Đại từ ở đây lam tấm, chia theo sở thuộc cách là của vị ấy, của vị ấy. Pha si tăng, cái căn của nó là pha cộng với ý tá. Nó là một cái danh động từ tấm, chia theo chủ cách là lời nói. Lời nói. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là tỳ kheo chế ngự miệng, lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Rất khó phải không? Rất khó. Đó là Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch. Và bây giờ chúng ta qua cái tích truyện. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị,
Câu kệ ngôn số pháp cú số 363 được Đức Phật thuyết khi mà Ngài ngược tại chùa Chetavana đề cập đến vị tỳ kheo Kokanika. Và chúng ta biết là vị tỳ kheo Kokanika này thì rất là ngu dốt ha. Câu chuyện này ở trong tạng kinh thì có ghi rằng một cái lần đó thì vị tỳ kheo Kokanika đã đi đến ý kiến bậc đạo sư. Và câu chuyện này bậc chí hãy hiểu theo cái nghĩa thuyết của nhà chú giải. Ngài nói như vậy. Thì khi vị tỳ kheo Kokanika do xúc phạm có ác khẩu đối với Ngài Xá Lợi Phất, và sau đó thân hoại mạng chung thì nghiệp ác đó cho quả tái sanh vào địa ngục. Và lúc đó thì các chư tỳ kheo cùng nhau hội họp tại giảng đường mới bàn luận rằng: ồ, tỳ kheo Kokanika đã bị tổn hại do đã năng mạng hai cái vị thượng thủ tinh văn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mốc A Na Lát. Và chúng ta để ý đó, thời Đức Phật thánh thiện như vậy, nhưng mà cái tâm ganh tị của chúng sanh, cái danh cái lợi ở mọi cái nơi nó đều có mặt hết á. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là cái mà chúng ta lúc nào cũng muốn các cái vị khác thánh thiện hay là chùa chiền thánh thiện, đó là chúng ta hiểu sai giáo pháp vô cùng. Chúng ta hiểu sai giáo pháp đó. Và chúng ta phải hiểu các pháp do duyên sanh thì chúng ta mới hiểu hết cái ý nghĩa lời, mà chúng ta mới hiểu được, quên xin lỗi, hiểu được cái lời Phật dạy để mà giác ngộ. Nên là chúng ta biết trong tăng chúng thì có thánh tăng, có phàm tăng tinh tấn tu hành không ngừng nghỉ trong giới hạnh, nhưng mà cũng có chư tăng muốn cũng không được, bởi vì ác nghiệp nó cho quả gieo cái duyên của nó. Và chúng ta cho rằng cái vị này thì tu tập tốt, vị kia tu tập không tốt, đó là sai. Mà chúng ta phải hiểu được tất cả các pháp đều do duyên sanh. Nên là cái tứ niệm xứ hay tứ thánh đế đó, chúng ta phải hiểu là chúng ta áp dụng vào cho sáu căn của mình để giác ngộ. Chứ còn cái tứ niệm xứ của quý vị, cái hiểu biết của quý vị làm sao mà nó lại là hiểu biết của tôi được. Nên là mỗi người chúng ta, Đức Phật dạy pháp để chúng ta phải làm sao để hiểu lời Đức Phật dạy, để áp dụng vào được cái tâm trí của mình, để cái trí của mình nó phát triển được tuệ giác ở trong đó, thì nó giải quyết sanh tử cho mình, chứ không phải giải quyết sanh tử cho kẻ khác, cho thế gian. Nếu mà Đức Phật ban trí tuệ cho người này được, ban cho trí tuệ cho người kia được, và ép buộc người này được, thì Đức Phật không phải dạy giáo pháp đến 45 năm để nói về các cái khía cạnh để cho tùy thuận các duyên, mỗi người có những cái trình độ, những cái căn cơ, những cái hiểu biết khác nhau, nhưng đều có thể tìm được cái lời dạy tuyệt diệu của Đức Phật để áp dụng vào trong đời sống của mình, trong cái môi trường, trong gia đình, trong các mối quan hệ hay này, trong chùa chiền, trong tăng chúng. Chúng ta phải hiểu rất rõ cái điều đó thì tâm của chúng ta mới không có bị thiên lệch.
Ở đây thì chúng ta thấy đâu phải là thời thời này là các vị tỳ kheo bất thiện đâu. Ngay như thời Đức Phật thì chúng ta biết đọc trong tận luật á, có những vị thì ôm cả một cái đầu lâu xúc sạch đi đi xin ăn, có những vị thì quan hệ cả với cái xác chết. Như vậy thì chúng ta học nhiều pháp mà chúng ta không hiểu được cái lý duyên khởi Đức Phật dạy đó, chúng ta chỉ nhắm vào là chúng ta chỉ mong mỏi mình tốt, mong mỏi mình không có tham, mong mỏi người khác về thánh thiện, thì đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Mà cái mà quan trọng nhất của chúng ta học giáo pháp là chúng ta phát triển trí tuệ, chứ không phải chúng ta trừ diệt cái tham. Nhớ phải luôn luôn đứng hàng đầu là học để hiểu diệu pháp, để phát triển trí tuệ, thì cái đó mới gọi là cái người thực sự đi trên cái con đường mà Đức Phật dạy. Qua đây thì chúng ta phải biết vị tỳ kheo Cô Ca Ni Cá này sau khi đã lăng mạ hai cái vị thượng thủ tinh văn, ngài Sariputta Kanana, nên bị rơi vào địa ngục. Thì lúc đó Đức Thế Tôn bậc đạo sư mới đến giảng pháp đường, và ngài ngồi vào nơi đã được chư tăng soạn sẵn, và ngài mới hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ngươi ngồi hội họp cùng nhau để bàn luận về vấn đề gì? Thì chư tỳ kheo trình lên Đức Thế Tôn cái câu chuyện đang bàn luận. Bậc đạo sư mới phán rằng: này chư tỳ khưu, chẳng phải bây giờ tỳ khưu Cô Ca Lí Cá bị tổn hại đâu, và trong quá khứ Cô Ca Lí Cá cũng bị tổn hại như vậy rồi. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đang nói về cái gì vậy? Đang nói về cái dòng phiền não, cái lậu hoặc, nó từ nhiều đời nó tích lũy. Như vậy kể cả là Cô Ca Lí Cá sống, sanh ra có gặp, được thấy Đức Phật, được nghe giáo pháp, nhưng mà rồi thì sao? Cũng đi địa ngục như thường. Và để cho chúng ta thấy rằng là không phát triển trí tuệ hiểu biết đó thì không có cái con đường nào mà để diệt trừ cái gì hết á. Vậy lời dạy Đức Phật nó rất là thâm sâu. Và theo lời cầu thỉnh của chư tỳ kheo thì Đức Thế Tôn thuyết giảng về cái bổn sanh, và ngài quán và ngài thuyết giảng là vào cái thời quá khứ thì có một cái con rùa sống ở tại một cái hồ nước xanh trong một cái rừng tuyết lạnh, và bây giờ thì có một cái đôi hạc nó thường bay đến cái hồ nước tìm cái vật thực. Thì cái đôi hạc kết bạn với con rùa. Một hôm thì cái đôi hạc này hỏi con rùa rằng: bạn ơi, nhà của tôi ở hang núi Yitakuta, trong cái rừng tuyết lạnh, thì bạn có muốn đi với chúng tôi hay không? Thì bây giờ con rùa mới trả lời: này bạn, tôi sẽ đi với cái phương tiện nào bây giờ? Thì những cái con hạc nó mới nói rằng: tôi sẽ mang bạn đi nếu bạn giữ được cái miệng của mình. Như vậy chúng ta biết là chúng ta rất khó giữ được cái miệng của mình. Nhất là ai đó đã làm cho mình xấu, ai đó đã làm cho mình tức. Ai đó đã làm cho mình luyến ái, thân tình quá. Chúng ta sẽ tiết lộ hết những cái điều bí mật, hay là những điều đem đến tổn hại. Đó là cái người bình thường như chúng ta thôi. Chứ còn những cái người mà nhậu nhẹt, say sưa, say xỉn thì chúng ta biết rồi.
Vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái nghiệp khẩu của chúng sanh nói xấu, kịch kích bác chỉ trích, rồi là phe ta phe mình này kia, là chúng ta để ý cái thế giới này nó đau khổ từ từ cái miệng rất rất là nhiều. Bạn ơi tôi sẽ giữ, xin bạn hãy mang tôi đi. Và đôi hạt nói được rồi, này bạn. Rồi đôi hạt mới cho rùa ngọc giữa vào cái khúc cây. Okay. Mà cái câu chuyện này thì chúng ta phải nhớ nó là tỷ dụ thôi. Còn hai con thì ngọc hai đầu. Và đồng cất cánh bay lên. Và khi bay ngang qua cái kinh thành, thì lúc bấy giờ cái bọn trẻ nó trông thấy con rùa như vậy, thì chúng reo lên rằng: hai con hạc đem con rùa đi bằng khúc cây. Và khi nghe như thế thì cái con rùa muốn thốt lên rằng: bạn ta mang ta đi, ta cần gì chúng bay nói chứ, đồ ngu si. Và lúc cái, ở đây chỉ cho chúng ta biết nè, cái tâm của con người mình á, cái miệng của con người mình á, nó là con rùa. Nó liền mở miệng ra và trả lời. Như vậy thì chúng ta biết nè, để mà cái lời nói của chúng ta từ hòa, chân thật, đúng thời, đúng lúc, đúng pháp, đúng người, đúng đối tượng là khó đến vô cùng, vô tận. Chúng ta phải phát triển ba la mật và phải nghe giáo pháp, phải thẩm ý của chúng ta rất rất là nhiều kiếp sống. Thì cái khẩu của chúng ta nó mới tốt đẹp. Và bây giờ thì hai cái con hạc đang bay ngang cái hoàng cung thành Varanasi, thì do nó liền mở cái miệng ra, cái ý nghĩ của nó nghĩ như vậy nên nó mở cái miệng ra, thì chúng ta biết là nó mở cái miệng ra thì nó rớt xuống, con rùa rơi xuống cái sân chầu và bẻ ra làm hai mảnh và chết. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng cái bổn sự xong rồi, và ngài liền thuyết giảng tiếp cái bổn sự, bổn sanh là ba hú pha lý trong cái Dukkha Nipata, với chi tiết rằng con rùa thốt lên lời nói tự giết mình đó vậy, trong khi khúc cây mà mình đang ngậm chắc rồi đã giết mình chính với lời nói mình. Thưa bậc nhân chủ, người thấy được nhân ấy rồi hãy nói lên thiệt ngôn hợp thời. Ngài đã thấy con rùa thiệt mạng do nói phi thời, chẳng phải vậy sao? Này tỳ kheo, lẽ thường vị tỳ kheo hãy là người thu thúc khẩu hành thường xuyên, chớ lên phóng dật, có tâm ganh tị, có tâm an tịnh vậy. Cái từ muốn khá săn giá tô chú giải là nghĩa là đã thu thúc khẩu do không nói rằng ngươi là dòng hạ tiền, ngươi là kẻ ác giới, tuy người ấy là nô lệ hay người chanh đa lá. Còn cái từ manta pha ly là nghĩa là trí tuệ, Đức Thế Tôn gọi là manta, ngài ám chỉ đến trí mà người thường gọi. Cái từ aduttato là tức là người có tâm an tịnh. Tâm an tịnh thì nghiệp cũng an, phải không? Người có tâm an tịnh thì nghiệp cũng an. Attham thammancha dipeti
nghĩa là thường trình bày ý nghĩa pháp, tức là thuyết pháp. Mutaram nghĩa là văn ngôn, tỳ kheo ấy được gọi là thiệt mạng. Còn vị tỳ khu nào thuyết pháp ý nghĩa thuần nhất, không có Bali, hay là có Bali thuần nhất mà không có ý nghĩa, hoặc là gần không có cả hai văn ngôn của vị tỳ kheo ấy, không gọi là thánh thiện. Dứt pháp thoại thì nhiều người chứng đắc thánh quả diệt luôn. Đó là câu kệ số 363 mà chúng con đọc đến chư Đại Đức Tăng và Thà giá và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, ngài Đức Tề Nhẫn đã rất nét, mà chắc có lẽ cũng đã hết giờ sư xuống mít rồi hay sao? Nhật Quỳnh mời cảm vân lên thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng nha. Dạ, kính chúng con thành kính tri ân ngài Đức Tề Nhẫn. Dạ, kính mời cảm vân. À, dạ chưa, dạ sư còn 7 phút nữa hả? Quý vị có nghe rõ chưa? Quý vị nghe rõ chưa? À, dạ kính bạch chư Đại Đức Tăng, thì tất cả chúng sanh sanh ra trên đời này, có những chúng sanh thì không nói được, như là rắn, rùa, vân vân. Rồi con người cũng vậy, có người thì nói được một hai từ, có người thì không nói được từ nào. Có người thì nói ra rất là nhanh, có người thì cái âm bực nói ra thì người ta rất là ghét, người ta rất là bực mình, người ta rất là khó chịu. Có người nói ra thì cái từ ngữ nó ôn hòa, nó hòa ái, nó dịu mát. Cũng là ai cũng nói bằng miệng, nhưng mà có người nói thì nhiều người nghe, nhiều người mến, vân vân. Tất cả đều sanh ra bởi duyên của nghiệp. Như vậy chúng ta được nghe pháp, được nghe những cái lời tốt đẹp, chúng ta cũng có giọng nói tốt đẹp, cũng chính là những cái nghiện mà mình đã tạo. Mình đã nghe lời thánh nhân, đã nghe lời bậc hiền nhân, đã luôn luôn tôn kính và luôn luôn biết thương yêu mọi người, và thấy cái sự xúc phạm dầu là một lời nói đến một cái người khác, mình cũng cảm thấy nó khó chịu, nó bất thiện. Thứ nhất là vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật là một cái biểu tượng nó vô cùng là cao đẹp, vô cùng là thánh thiện. Nên là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo về những cái giới hành xử trong đời sống hàng ngày. Và ngay kể cả trong cái quốc độ nào cũng vậy, các cái nhà giáo dục người ta luôn luôn tìm ra những cái ngôn từ tốt đẹp nhất khi mà tiếp xúc với mọi người. Cái tiếng ở ngoài miền Bắc thì bao giờ cha mẹ lọt lòng, bao giờ cũng dạy con cái là
Từ thuở ngàn xưa là thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị, mời cha mẹ ăn cơm, con chào cha mẹ mới đi về, vân vân. Con thưa cha mẹ, con đi đây đi đó, hay là con thưa u, con đi đây đi đó, vân vân. Huống chi là trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi ở Huế thì người ta sử dụng cái tiếng dạ thương, dạ thương. Và ở miền Nam mình thì cũng vậy. Và chúng ta biết rằng là giới định tuệ là cái gì? Giới định tuệ chính là khi chúng ta ứng xử trong đời sống hàng ngày, để nói lên một con người đó có giới định tuệ hay không. Dù là một người đối xử mình là một người trẻ con, hay là nhất là tăng chúng mà cái vị đó nhỏ hạ hơn, cái vị đó học dốt, cái vị đó nấu cá, cái vị đó bất mãn, cái vị đó sân hận, nhưng mà cái người hiểu giáo pháp á, khi mà tiếp xúc với cái đó, nói lên cái vị này là cái vị có phải là giới định tuệ đức hạnh hay không? Chế ngự miệng ở cái chỗ này, thưa quý vị, chế ngự miệng chính là giới. Chính là giới. Chính là giới. Ở đó có thánh giới hay không? Ở đó có chánh giới hay không? Lúc mà chúng ta bực một cái điều gì, chúng ta thể hiện giới định tuệ của mình như thế nào? Lúc mà người ta ghét, người ta vu khống cho chúng ta, giới định tuệ của mình như thế nào? Và chúng ta thường sai lầm rất lớn là chúng ta nghĩ rằng là tu là giữ 227 giới, không phải. Giới đó là ứng xử, Đức Phật dạy cho chúng ta ứng xử một cách tốt đẹp trong cái phạm vi mà giới Đức Phật đã thấy những cái điều tốt đẹp đó khi mà chúng ta tiếp xúc qua các căn. Chế ngự miệng chính là giới đó. Nên là một vị tỳ kheo chế ngự được miệng. Thế nào là chế ngự được miệng? Tức là vị đó phải thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, vị đó thấy, mà vị đó phải biết thương yêu mọi người, vị đó phải hiểu được nhân quả, vị đó phải hiểu được cái tâm ý của mình khi mà chúng sinh khởi những cái tà tư duy, những cái hiềm ý ở trong mầm mống ở trong tâm. Từ lúc mà nó le lói, chính vì cái suy nghĩ này nó phát ngôn, nhớ nha. Nên là chúng ta phải nhớ rằng là chính cái suy nghĩ này nó làm cái công việc phát ngôn đó. Và suy nghĩ thì nó miên man bất tận, nhưng mà không phải là suy nghĩ nào cũng phát ra ngôn. Nếu mà cái suy nghĩ ai cũng suy nghĩ một cái là phát ra ngôn từ thì thế giới này nó vô cùng ồn ào. Và chúng ta nhớ là cái chánh tầm á, mà nó không có thì cái chánh ngữ nó không có đâu. Nhớ. Nên là chúng ta phải biết được cái suy nghĩ. Chính cái suy nghĩ nó tác động lên lời nói. Nên là chúng ta thấy chánh kiến nó phải có mọi mặt trong cuộc sống. Chúng ta cần phải phát triển với nó. Chế ngự được miệng là vô cùng khó. Mà vị tỳ kheo mà không chế ngự được miệng thì nào rồi. Chế ngự ở đây đôi khi chúng ta không cần nói. Khi mà bất thiện lên mà chúng ta thấy được bất thiện này rất là nguy hiểm, chúng ta im lặng. Chúng ta không cần biết nó đúng sai, mà chúng ta hiểu cái pháp này
nó không đem đến sự tốt đẹp, chứ không phải là con người đó đem đến cái xấu xa cho chúng ta. Và vị tỳ kheo thấy những cái lời nói xảo trá, lời nói ngụy biện, lời nói xua lịch, lời nói công kích, lời nói ganh tị, thấy cái đó là những do những cái tà tư duy, là những cái ác hành, là cái mầm mống của sanh tử chính nơi cái thân tâm của mình á, thì vị đó sẽ biết cách chế ngược cái miệng, chế ngược cái miệng. Vị đó sẽ biết tiếp xúc lời nói vừa phải. Vì đó không có khinh thường bất cứ một ai. Vì đó tôn trọng mọi người, bất cứ hoàn cảnh nào. Chứ không phải một vị mà chúng ta nói rằng chúng ta là vị sư, chúng ta là vị thánh thì chúng ta cống cao ngã mạn. Điều đó Đức Phật đâu có dạy. Đức Phật không có dạy chúng ta tôn sùng cái ngã mạn. Không có. Cái người nào càng tu tập tốt đẹp thì cái việc đó càng khiêm nhường, càng nhã nhặn, càng tự ái, càng thông cảm. Vì sao vậy? Vì các ngài hiểu các pháp duyên sanh, các pháp là vô ngã. Vì các ngài hiểu chúng sanh khổ lo do các phiền não chi phối, và cái lượng phiền não của chúng sanh là vô cùng khổng lồ. Và vị đó thấy được cái sự nguy hiểm, nên là vị tỳ kheo chế ngự miệng. Vị tỳ kheo đi đến đâu cũng không nói những lời chỉ trích, a dua, lịnh bợ, vân vân. Vì thấy cái đó rất là tai hại. Nên là vị tỳ kheo chỉ, Đức Phật chỉ có dạy là nếu không có nói thánh pháp, chánh pháp, lời chân thật học thời thì hãy giữ im lặng khi đến cái hội chúng nào đó mà mình không được chia sẻ trong chánh pháp, thì mình giữ im lặng thánh thiện chánh niệm. Nhưng mà giữ nó thì khó không? Rất là khó. Chỉ có hiểu biết thì tự động thôi, còn khi không có hiểu biết rồi thì không ai chế ngự được cái miệng của mình hết đấy. Và chúng ta có để ý bất cứ khi nào không có hiểu biết rồi không ai chế ngự được cái miệng của mình? Mà khi đã có hiểu biết rồi, thấy được cái sự lợi ích, thì tự động chánh niệm, trí tuệ, luôn luôn tâm của mình biết nói làm sao cho vừa phải, biết nói làm sao cho hợp thời, biết nói làm sao cho đúng pháp, biết nói làm sao cho nó có ý nghĩa. Khi trình bày pháp nghĩa, lời nói dịu ngọt ngào. Vậy khi mà trình bày cái pháp nghĩa, lời Đức Phật dạy, pháp cú hay kinh kệ, lời nói của vị đó mang đến cái sự ngọt ngào, không có thô thiển, không có cọc cằn thô lỗ, không có chửi bới, không có khinh rẻ, không có khinh mạc những cái người nghe pháp mà chưa có hiểu, chưa có biết. Vị đó lân đỡ, cái người trí là người luôn luôn lân đỡ những cái người đi sau, người ham học hỏi. Nên là vị tỳ kheo bao giờ, hay là một vị mà giảng dạy diệu pháp của Đức Phật, bao giờ cũng phải trang bị cho mình cái từ tâm, cái sự chân thật, cái sự nhẫn nại. Và luôn luôn là phải
tôn trọng bất cứ người nào, người hơn mình, các vị tỳ kheo thì mình tôn kính, còn những cái người cư sĩ này kia vân vân thì mình phải luôn luôn là tôn trọng. Thì khi mình có những cái phẩm chất đó đó, mình hiểu biết được những cái lợi ích của pháp đó đó, thì mới gọi là vị tỳ kheo chế ngự miệng. Khi mình hiểu được thì những cái lời nói của mình sẽ tự động, nó hòa trong cái tâm của mình, cái tâm chân thật của mình, cái tâm từ ái của mình, nó đi ra từ cái sự chân thật của nó. Nên là nó không thể nào mà xâm ra cái sự cống cao được. Cái lời nói nó đi ra từ trí tuệ, đi ra từ tình thương, đi ra từ hiểu biết, là không có sự cống cao nào ở đó hết. Và khi trình bày cái pháp nghĩa thì lời nói nó mang đến cái sự ngọt ngào, làm cho người nghe dễ chịu, thanh thoát tâm trí của họ. Như vậy thì trong cái bài đây thì đợt trước các vị đã trình bày về về thân là chế ngự, chế ngự thân đó. Hôm nay thì chế ngự miệng. Và qua cái bài pháp này thì chúng con xin trình bày là như vậy. Tỳ kheo chế ngự miệng, bởi vì chúng ta biết là miệng là một cái khẩu biểu chi, nó hiện ra khi mình nói năng, cử chỉ hành động, nó biểu hiện ra những cái ác hạnh, những cái ác nghiệp, hay là những cái thiện hạnh, những cái thiện nghiệp. Và tất cả chúng sanh đau khổ cũng do không có chế ngự miệng, mà nó xuất phát từ trong những cái suy nghĩ sai lầm của chúng ta, cái sự cố chấp, cái sự ngã mạn ở trong tâm. Khi mà chúng ta muốn chế ngự miệng thì chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc sanh ra cái ngôn ngữ này, là chính là cái tà tư duy hay là cái chánh tư duy này, cái suy nghĩ ở trong tâm của mình. Khi mà chúng ta hiểu được thì cái chánh niệm tỉnh giác nó thấy được những cái lợi ích này này, thì cái lời nói của chúng ta khi mà chúng ta đã tôn trọng mọi người, đã tôn kính mọi người, đã tính những bậc đáng tôn kính, đã tôn trọng hay là đã thương mến những cái người sang hay người hèn này kia vân vân, thì cái lời nói của chúng ta nó rất là vừa phải, nó không có cống cao ngã mạn, đem đến lợi ích cho mình, cho người. Khi mà trình bày pháp nghĩa thì lại càng tuyệt diệu hơn, cái lời nói nó lại càng có cái sự ngọt ngào, mỹ vị. Chánh pháp của Đức Phật là một cái sự tuyệt diệu. Như vậy một vị tỳ kheo, Đức Phật dạy là tỳ kheo hãy chế ngự miệng, vừa lời không có cấn cao. Khi trình bày pháp nghĩa thì hãy dùng những cái lời lẽ ngọt ngào để trình bày. Giáo pháp của Đức Thế Tôn cần phải được làm cho tốt đẹp qua thân, qua khẩu, qua ý, từng cái cử chỉ hành động trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Phước báo đến đây cũng vừa phải nẻ rồi, con cung kính dâng phước này đến chư đại đức tăng, nhất là đại đức Pháp Tính, tái sanh là kiếp mới, mong cho được sự an lạc tấn hóa. Và kính chư phước lành này đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chư phước lành này đến tất cả đạo Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa trong chánh pháp và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế.
phước lành này, con nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu chi kiến, thấy được tứ thánh đế thánh đạo, đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn trong diệu pháp này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xa thú, xa thú, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã dẫn giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng thọ minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha nuva vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa dhamma nuva vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha nuva vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tỉnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời tử cùng cẩm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si đi Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa hoàn tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa sang pa tít cha te sa pe pi lục khát sa kha rôn tu sang kha yang Tha tu chi răng sa tăng thầm mô Thầm ma tha ra cha bút ga la Sang khô hô tu sa mắc vô quá Át tha gia cha hi ta gia cha Âm hê rát khan tu sắc thầm mô Sắp về pi thầm ma cha ri nô Út thêm sâm pa khu nây ya ma Thầm ma ri ya ba quê đi tê Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào hôm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuống miết.